Thì Vị Văn cũng có nói Harry Won là thực ra cả hai hay nhìn nhầm người lắm. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên nó cả hai hay nhìn nhầm người? Sao biết ta nhìn nhầm người? Ông nói luôn giùm ta vậy trời. Đi đưa định khen ông đẹp trai. Tôi nói sao mà có con người mà trẻ mãi theo thời gian. Bây giờ tôi mới hiểu, à trẻ mãi theo thời gian là do nhìn nhầm người. Không, nhưng mà cũng mong là sau chương trình Người Bí Ẩn thì cả hai sẽ xác định nhìn đúng người hơn. Đúng rồi. Đó, ít ra là phải vậy. Đó, Vĩ Văn, bạn đã đẹp trai dần hơn trong mắt tôi rồi đấy. Thế còn cô gái ngồi kế bên, bạn nghĩ sao? Bản thân Harry thật sự là rất là lo. Tại vì Harry cũng xem cái chương trình Bí Ẩn rồi thì mới biết là đó nó không phải là dễ. Với lại ngôn ngữ tiếng Việt Harry nó chưa được chuẩn cho lắm, cho nên sợ là người ta nói gì không hiểu xong rồi mình cứ chọn đã. Và Harry nghĩ là anh hứa Vĩ Văn sẽ giúp đỡ Harry. Sẽ cố gắng thôi, bởi vì Harry Won và Vĩ Văn cộng lại thì chỉ được đúng 100%. À, anh chị Vân Sơn nào có thấy là bên kia khẩu khí và tự tin quá hay không ạ? À? Thì hôm nào thấy hôm nay thì hai bên kia rất là tự tin. Ủa chị, sao cái giọng chị biến sao chị? Tại cái giọng ở đây dễ thương quá chị bắt chưa? À vậy hả? Dạ. Ngoài ra ở bên trong sóng ngầm nó có những cái gì nó cũng hơi éo le ngăn trái này qua lại. Ủa chị, đó. Chị, sóng ngầm là cái gì chị? Đó, cho nên em rất là thú vị. Em đề nghị tập trung vào chuyên môn. Sóng ngầm này nó cũng có thuộc về bí ẩn nữa, cho nên là chuyện hôm nay rất là thú vị trong cái hôm nay. Anh Sơn, anh rất nguy hiểm, anh cười cười cái gì? Anh nói đi, anh định hại em cái gì? Sunny Quần biết cái người khó nhất trong mấy game hôm nay không phải là Sunny Quần mà là cái người MC Trấn Thành đứng trên kia kìa. Hãy gạt bỏ tất cả những phù phiếm xa hoa, chúng ta hãy bắt đầu chuyên môn.